Mình đã dành nguyên một buổi tối của mình để mình tập lại các thao tác tay bắn nên là bây giờ mình đã có cảm giác tay trở lại các bạn ơi. Đấy. Thế à? Ok, mày muốn đi chơi chơi với ai? Liều ăn nhiều luôn. Qua đây Quy ơi, để xem coi Quy bắn ghê không Quy. Quy ơi, Quy, Quy đâu rồi? À Quy đây này. Ui ôi, ui ôi, qua đây Quy ơi, để xem coi Quy bắn ghê không Quy. Trời ơi, Quy ghê phải rồi. Truy cập ngay cửa hàng ruby.net với những vòng quay quay là trúng mà trúng mì toàn ạc khủng với kim cương. Và còn có ạc free fire siêu rẻ xài vào là có người yêu. Còn ghim cảm minigame random thử vận may tham gia ngay để có cơ hội làm người yêu của chủ shop ạc. Ok luôn em. Và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Ruby đẹp trai đến từ Bến Tre đây anh em ơi. Và vẫn là mình. Và bye bye là mình về là kênh của mình chứ không phải là kênh của bạn. Phải là kênh của ai khác, là phải là kênh của mình chứ. Ok. Trước khi bắt đầu với video ngày hôm nay, anh em đừng quên là ủng hộ và sức bạc của mình. Đó chính là cửa hàng ruby.net. Mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận cho anh em cùng thấy. Anh em phải ủng hộ tôi để tôi có tiền cho ăn mì gói sống qua ngày. Hoặc là không. Hoặc là có thể là như vậy. Hoặc là không. Hoặc là có thể. Nên là anh em cũng đừng quên là ủng hộ và sức bạc cửa hàng ruby.net của mình nha. Ok. Còn bây giờ chúng ta là quay trở lại một cái hơi kỳ đối kháng lòng sắt. Thì các bạn biết không, các bạn có thấy mặt con mắt của mình ấy bị rất là hâm quần. Rất là kìa. Có thể nói vậy, con mắt của mình bây giờ nó ra hâm. Tại vì bây giờ nếu mà các bạn nào mà chưa biết á, thì bây giờ đang là 8 giờ tối và mình thức từ hôm qua tới giờ các bạn. Mình thức một ngày trời luôn. Đấy, để mình có thể mà cày lại Free Fire để tập lại cách lít chuột các bạn. Đấy. Được rồi, thao hát. W-A-Z, Huy G là ai? Không biết nhưng mà ngày hôm nay là mình đã tập lại để bắn như bình thường anh em ạ. Ok. Hôm nay á, tôi tập one shot cho anh em. Mấy nay là tôi bắn hơi ngu rồi tại vì tôi quên cách bắn. Mày. Rồi, bấm cao đồ. Múa đi em. 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 Ghê. Ui dồi ôi. Thôi ca mình cũng múa mà. Bây giờ mình đã quen được phím của Free Fire xong, bây giờ mốt mình quay video Minecraft mình đi chạy theo y chang phím Free Fire là chết luôn anh em ơi. Bây giờ tôi mới cảm thấy là tôi có cảm giác tai khi mà chơi bắn one shot rồi anh em ơi. Thế à? Thằng này đâu ơi? Huy ơi! Ra đây! Ru biểu! Quy ơi Quy! Quy đâu rồi? Quy về nhà mình các bạn ơi. Quy! Quy! Quy ơi Quy! Quy! Ui ôi, không vô phát nào luôn anh em. Quy! Quy ơi! Quy! Ôi trời, Quy ơi! Ôi Quy đang ngồi Quy bắn nè các bạn. À, Quy đang chơi cái kêu ngồi bắn. Ồ, mình cũng biết cái này, mình bắn phát nào là lên mây phát đó luôn các bạn ơi, chứ không có lên người nha. Không, lộn, không có lên đầu luôn các bạn. Chứ lên người là chết nè. Lên người là nó không có uy tín anh em hiểu không? Đúng đúng. Ủa Quy đâu rồi Quy? Quy ơi. Quy. 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 Ở sao nãy giờ bắn. Bắn kỳ vậy. Ui. Canh ngay đầu. Quy. Bà nội Quy. Nãy giờ tôi với Quy này nó muốn muốn ai quay cuồng xong không thằng nào bắn thằng nào luôn anh em. Tại vì lúc nãy mình yếu máu, mình hết máu. À nó chậm MB40. Thằng này nó bắn headshot, nó bắn mấy cây tiểu liên nhiều đấy. Mình đã dành nguyên một buổi tối của mình để mình tập lại các thao tác tay bắn nên là bây giờ mình đã có cảm giác tay trở lại các bạn ơi. Đấy. Thế à? Ok, mày muốn đi chơi chơi với ai? Liều ăn nhiều luôn. Qua đây Quy ơi, để xem coi Quy bắn ghê không Quy. Quy ơi. Quy. Quy đâu rồi? À Quy đây này. Ui ôi. Ui ôi. Qua đây Quy ơi, để xem coi Quy bắn ghê không Quy. Trời ơi Quy ghê phải rồi. Được, ok ok, cũng hay anh em ơi. À Quy này nó múa ghê lắm anh em. Ok ok, Quy này nó múa ghê lắm. Ờ, tập trung bắn cho anh em ngày hôm nay cho anh em những tiết mục phải nói là cực đỉnh. Thế à? Số một thế giới của Ruby TV luôn. Kinh ghê. Từ từ nha anh em ơi, từ từ nha anh em ơi. Đâu ta, đâu ta? Quý ơi! Long Sam Nô Si! Ôi trời ơi, Quý ơi!
rồi, nhớ chưa? Ờ, xin lỗi Quy nha. Nếu Quy có xem được video này thì xin lỗi Quy nhiều nha. Quy bắn rất hay các bạn. Ok, bây giờ là mình bên đây mình tập mình bắn one shot nhiều lắm nên là mình chơi AC80 với ông này luôn các bạn. Ok không ấy? Mình chơi là phải chơi AC80 luôn thì nó mới chót mấy em hiểu không? Thì nó mới chót. Nó là điển hình của một đứa trẻ trâu chính. Chứ không chơi AC80 là không chót được. Okay. À. Quy ở đây Quy. Ôi trời ơi. Tại vì cái này nó hơi khắm cho bên kia là tại bên kia bắn tiểu liên, mình cũng bắn tiểu liên, mình không tập bắn tiểu liên nhiều ấy. Mình tập one shot, hồi tối mình tập cây AC80 thì nhiều lắm anh em, tập nhiều quái chữ rồi. Anh Quy bắn ghê thế anh Quy. Được, em thích anh. Ok, rồi để coi cây Quy chọn súng nào. À Quy lại đậu xanh thằng này đấy. Úi bắn UMP giỏi lắm anh em. Cây nó bắn được, cái nó bắn hoài luôn á. Hay được, được, bắn được, bắn hoài luôn em ạ. Ok, rồi, đây, đây, đây. À, Quy bên đây, Quy bên đây, Quy bên đây. Ra đây Quy ơi. Quy ơi. Quy nè, Quy bị kẹt tường á Quy. Tâm không được ở đây bạn, tôi quên mất cách kìa tâm luôn rồi. Oh my god, no. Ta đi để đi đâu đây? Đây đây đây. Này thấy rồi nha. Quy ơi, Quy ơi. Lúc cái cuộc sống này nó cũng cũng được, cũng hay, cũng ok. Em nhưng mà không sao các bạn ơi, đối với cái cuộc sống này chúng ta phải vui vui vẻ. Tại sao chúng ta phải luôn vui vẻ? Tại vì chúng ta hơi bắn ngu thì phải vui vẻ chứ anh em. Bây giờ đã bắn ngu mà còn buồn nữa, còn bắn nghiêm ngu hơn là chúng ta phải luôn tích cực lên. Tích cực trong cái sự bắn ngu. Tích cực trong cái sự bắn ngu. À, tiếp tục rồi các bạn, sợ gì? Ok rồi, mình đang chơi với ai đây? À, anh Huy xịt. Ý, vẫn là Quy đó nè. Ui dồi ơi, nay tôi gặp nhiều Quy quá Quy ơi. Quy ơi, từ từ, cái gì? Từ từ thì cháu đó mới nhờ Quy. Quy, Quy. Quy gấp quá vậy. Quy gấp quá vậy, tôi đang đọc tên Quy mà Quy kỳ quá Quy. Quy. Quy ơi, là em Quy ơi. Trời ơi, Quy cái đêm tao chỉ đi mơ có thằng Quy luôn. Trời ơi, anh Quy sách bối. Trời ơi, trời ơi. Anh Quy. Anh Quy. Anh Quy. Anh Quy. Anh Quy. Anh Quy. Quái trưởng tôi đang làm gì vậy? Anh Quy ơi, anh Quy ơi. Anh Quy ơi, là anh Quy. Ui trời ơi, mình bắn hơi ảo hoa. Cái thằng Quy nó di chuyển nhiều quá, mình cũng phải di chuyển theo á luôn các bạn ạ. Oh my god, ok. SVD hả? Tôi bắn SVD được không ta? Để tôi xem có cái nào nó kéo kéo được các bạn. Như là... Ủa? Tôi mua cái quần gì vậy? Ai mà biết được. Xuống đi bắn nha. Ủa? Ôi dồi ôi. Anh Quy này chịu thua mình rồi anh em ơi. Oh my god. Ôi dồi ôi. Tự nhiên nguyên buổi tối mà mình chơi mình toàn gặp Quy không mà các bạn ơi, ảo ma thật sự luôn. Rồi để xem lần này coi mình. Ui, anh này không phải là anh Quy rồi các bạn ơi. Ông này là ông nào thì tôi cũng không biết ông này ông nào luôn. Nói chung thì để coi ông chọn súng nào các bạn. Ui. Ủa, ông có chọn súng nào không? À, lục bạ. Ok, ông này chơi one shot nè, được nè, được nè. Ông này chơi one shot các bạn ơi. Ok, ok. Lên. À, ông này one shot ở trên đây à. Mình nhích cái đầu cái là mình được ăn nãy chú xanh luôn rồi đó các bạn. Bắn gì ghê vậy ba? Bắn gì ghê vậy? Anh niên này bắn ghê đó các bạn. Oh my god. Rồi. Anh niên này căng nha.
căng. À mày bắn gần đâu được đâu. Mày bắn gần tao đâu được đó mày. Mày sao bắn gần tao được? À thằng này yếu. Mày. Kì vậy? Ê, tôi đánh được vô đầu nó sao mà nó không đi ta? Không biết nữa. Game gì đâu mà không thương anh gà gán, không thương em gì hết trơn anh gà gán. Anh gà gán sống gì kỳ anh gà gán. Quải trưởng luôn em ơi. Hề cây vãi. Thằng này đâu? Mày bắn gì ghê vậy? Đậu xanh bắn như hết luôn em ơi. Tôi ngẫm ra phát rồi tôi đi liền em ạ. Úi dồi ôi. Ăn gì bắn ghê vậy ba? Ủa đâu rồi? Thanh niên này đâu ta? Ôi quải trưởng anh em. Lâu lắm rồi mình chưa chơi xong rồi cái mình quên mất à cái cách chơi. Lại trốn tìm. Nó mệt mày à nha. Mày trốn. Hề cây vãi, mình ghét mấy cái đằng mình có chơi chốn chốn mày nè anh em. Đậu xanh. Rồi ok, mình sẽ tập trung nha anh em. Tập trung nè. Rồi mày chọn đi, thằng chó, mày chọn cho tao nghe lên. À, thằng này nó thích chơi quanh sọt anh em. Mày thích chứ không? Mày thích phải không? Ok. Nhưng mình sẽ ngông luôn các bạn. Mình phải ngông rồi mình mới thắng được các bạn, hiểu không? Đó, mình phải tập trung luôn nè. À bây giờ anh sắp chết rồi nên hết ngông nổi luôn á. Anh ơi, em biết lỗi của em rồi, anh tha em được không? Không tha mày luôn. Số bài của hàng Gubi chấm đất của mình nha. Không kết thúc video tại đây. Tại vì đậu xanh mình vẫn nên đi tập tiếp các bạn ơi. Bắn gà quá.